Bài giảng số 2 này thì mình sẽ nghiên cứu các cái công thức xác suất. Thì cái công thức cộng xác suất thì lúc lúc nãy thì khi mà mình nghiên cứu tính chất xác suất thì mình đã nghiên cứu rồi đúng không? Đấy. Đấy. Thì cái phần chứng minh công thức này nó nãy thầy cũng có trình bày rồi. Và các cái ví dụ thì ví dụ đấy coi. Ví dụ này nó hơi phức tạp rồi. À, không có gì phức tạp, em cái này cũng có hai thứ tiếng à. Trong một lớp thì có lớp sinh viên giỏi tiếng Anh thì chiếm 1/3, không giỏi tiếng Pháp thì chiếm 1/4/15 và 1/10 là giỏi cả hai thứ tiếng. Thì bây giờ mình hỏi là xác suất một sinh viên bất kỳ trong lớp là giỏi ít nhất một trong hai thứ tiếng là bao nhiêu, tức là giỏi từ một thứ tiếng trở lên ha. Đấy. Thì ở đây mình gọi A là biến cố sinh viên giỏi tiếng Anh nè, B là biến cố sinh viên giỏi tiếng Pháp. Thì theo đề bài thì ta có là xác suất của biến cố A là 1/3. Rồi xác suất của biến cố B là bằng 4/15. Và xác suất của biến cố A giao B tức là giỏi cả hai thứ tiếng là 1/10 ha. Thì xác suất để mà sinh viên giỏi ít nhất một trong hai thứ tiếng là công thức cộng xác suất, mình thế vô số rồi mình tính ha. À, thế số vô tính này. Đấy, thì chỗ cái công thức cộng xác suất này để thầy mở ra một số cái câu hỏi. Câu hỏi rồi. Công thức cộng. Thằng có đáp án luôn. Đáp án luôn. Không không thì bỏ cái đáp án này thì mới hỏi cái em được. Rồi câu hỏi đó nữa thì đưa lên hệ thống để làm cái ngân hàng cho em. Rồi bây giờ mình đảo lại cái đề ha, cái bài này. Thì cái bài này thì bây giờ mình yêu cầu là hỏi là trong lớp xác suất để mà mình chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp và bạn đó không có biết tiếng nào cả thì là bao nhiêu, xác suất để bạn đó không có biết một ngoại ngữ nào cả, tiếng Anh và tiếng Pháp luôn, không giỏi không không biết tiếng Anh mà cũng không biết tiếng Pháp luôn. À, ví dụ như em chọn ngẫu nhiên một sinh viên của lớp đó, thì tính xác suất sinh viên đó không giỏi tiếng Anh và cũng không giỏi tiếng Pháp, xác suất đó bằng bao nhiêu? Bây giờ thì hỏi một bạn trả lời này. Xuân Mai, Lê Thị Xuân Mai. Dạ hơn này là 0,5 thầy. Sao được 0,5? Dạ tại nếu mà không giỏi thì là A gạch ngang A gạch ngang hay là A hợp B A gạch ngang với B gạch ngang thì ơi. A gạch ngang với B gạch ngang là biến cố đối của biến cố nào? Dạ biến cố đối của biến cố A với B. A hợp B, biến cố đối A hợp B. Rồi thầy cảm ơn. Chính xác rồi nha. Tức là xác suất của biến cố mà không giỏi tiếng Anh, không giỏi tiếng Pháp luôn, tức là xác suất của biến cố này A ngang giao với B ngang. Mà theo luật đồ một găng thì cái thằng này nó chính là A hợp B tất cả gạch ngang đúng không? Thì nó bằng 1 trừ cho xác suất của biến cố A hợp B này.
Mà xác suất biến cố A hoặc B này mình đã tính ra bằng 0,5 mà, vậy thì xác suất này bằng 0,5 luôn. Đây bằng 0,5 ha. Rồi bây giờ mình nghiên cứu tiếp, mình mở rộng cái công thức cộng xác suất này ra. Thì lúc nãy công thức cộng của mình á, ở này mở rộng ra trong trường hợp hai biến cố xung khắc, và mở rộng cho nhiều biến cố. Cái này mở rộng cho ba biến cố ra, và mở rộng cho n biến cố nè. Mở rộng cho tính xác suất của ba biến cố nè. Thì em thấy công thức mở rộng cho ba biến cố như thế này. Đầu tiên là nó sẽ bằng tổng các cái xác suất của từng biến cố. Đúng chưa? Tổng các xác suất của từng biến cố nè, rồi sau đó mới hiệu trừ cho cái tổng. Nếu mà em để đây dấu ngoặc này thì ở đây nó sẽ thành tổng luôn, trong đây nó thỏ dấu hết nè đó, thì nó sẽ trừ cho cái tổng xác suất của từng đôi biến cố, đúng không? Đây là tổng các cái xác suất của từng đôi biến cố trong ba biến cố này, thấy không? Tại vì nó có ba biến cố thì từng đôi biến cố này nó sẽ là gì, nó có tổng tổng cộng là có ba đôi, nghe không? Tức là số tổ hợp chập chập hai của a là bằng ba, đúng không? Đây có ba này. À, và cuối cùng là nó cộng cho tổng xác suất của nhóm ba biến cố, tổng xác suất của nhóm ba biến cố, phải không? Tại vì đây nó có ba biến cố thì nó chỉ có một nhóm ba thôi đấy. Thì bây giờ mình mở rộng cái công thức cộng xác suất này cho n biến cố thì mình thấy là gì? Thì đầu tiên đó, nó sẽ bằng tổng xác suất của từng biến cố riêng biệt, phải không? Rồi sau đó là nó mới là trừ cho tổng xác suất của từng đôi biến cố trong trong nhóm đó. Đó, rồi tiếp theo là nó sẽ là cộng cho là tổng các xác suất của bộ ba biến cố cho cái nhóm ba biến cố ở trong trong cái n biến cố đó. Thấy không? Rồi, cộng chấm 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 cộng cuối cùng rồi cộng cho tới trừ 1 mũ n cộng 1, tại vì cái này cái dấu nó thay đổi này, đầu tiên là dấu cộng nè, rồi tới đây dấu trừ, thấy không? Đó, rồi tới dấu cộng. Tại vì đây có ba biến cố thôi, thấy không? Ba biến cố thì ở đây là nếu mà trừ 1 mà mũ n cộng mà 3 cộng 1 là trừ 1 mũ 4 là thành dấu cộng rồi. Thấy không? Đấy, thì ở đây nó là trừ 1 mũ n cộng 1. Nếu mà n là số số lẻ. N là số lẻ. À, thì cái cuối cùng này là mang dấu cộng. Còn nếu mà n là số chẵn thì cái cuối cùng này nó mang dấu trừ. Đó. Là cuối cùng nó cộng như thế này. Đây. Rồi ai có thể xây dựng được cái công thức cộng cho bốn biến cố không? Từ công thức tổng quát. À, công thức cộng cho bốn biến cố ha. Đấy, bây giờ mình thử xây dựng công thức cộng cho bốn biến cố à. Ai làm được? Ví dụ như là xác suất của biến cố A1 hợp cho A2 hợp A3 hợp A4 thì đầu tiên nó sẽ bằng cái gì ra? Thì tổng xác suất của từng cái biến cố riêng lẻ này. Rồi sau đó nó mới trừ cho tổng của cái xác suất của từng từng đôi biến cố. Thấy không? Đầu tiên là A1, A2 rồi cộng cho xác suất của biến cố là A1, A3 rồi cộng cho xác suất của biến cố là gì? A1, A4 rồi cộng cho xác suất của biến cố là A2, A3. Đúng chưa? Đó. Rồi mới cộng cho xác suất của biến cố là A2, A4. Rồi cộng cho xác suất của biến cố A3, A4. Đúng chưa? Đây công thức cộng xác suất cho bốn biến cố à. Vậy tiếp tục là cộng cho gì đây? Cái xác suất của từng nhóm ba biến cố đúng không? Tức là xác suất của biến cố A1, A2, A3. Tức là mình bỏ biến cố A4, A4 ra ngoài. Bây giờ tiếp tục mình bỏ biến cố A3 ra ngoài thì nó là A1, A2, A4. Rồi bỏ biến cố A2 ra ngoài là A1, A3, A4. Rồi cuối cùng bỏ biến cố A1 ra ngoài
xác suất của biến cố A, A2, A3, A4 đấy. Rồi sau đó là mới 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 trừ cho gì đây, xác suất của gì A1, A2, A3, A4 đấy. Thì cái công thức này nó triển khai cho bốn biến cố là như thế, công thức cộng xác suất càng ngày càng phức tạp lên đấy em. Đấy. Đấy. Thì bây giờ đảo qua đảo đảo về cái bài học của mình. Đấy. Thì cái công thức này là mở rộng cho ba cho n biến cố luôn ha. Thì có lẽ là em sẽ vận dụng thêm. Đấy. Còn nếu mà nó là xung khắc từng đôi thì xác suất của tổng bằng tổng xác suất luôn ha. Tại vì nếu mà từng đôi nó xung khắc từng đôi thì cứ AI mà giao với AZ thì nó bằng biến cố không, mà xác suất biến cố không bằng không, không? Đấy, thì mở rộng cho nào biến cố rồi đấy. Mình có cái ví dụ về gieo con xúc xắc cân đối rộng chắc 2 lần này. Tính xác suất để tích 2 lần gieo là số chẵn, không? Tích 2 lần gieo là số chẵn. Thì nó có nếu mà gieo 2 lần thì không gian mẫu nó có 36 phần tử kìa. Đấy. Thì tích 2 lần gieo là số chẵn thì nó phải là 2 số chẵn hoặc là 1 chẵn 1 vẹ. Trường hợp thứ nhất là mình gọi A là cả 2 lần gieo là chẵn đi ha, B là biến cố là lần đầu chẵn lần sau lẻ, và C là biến cố lần đầu lẻ lần sau chẵn. Thì nó có những cái kết quả như sau: xác suất biến cố A nè, xác suất biến cố B nè, rồi xác suất biến cố C nè. Xác suất của biến cố B là 1 phần 4, rồi xác suất biến cố C nó cũng bằng xác suất biến cố B nữa, cũng bằng 1 phần 4 luôn. Đấy, cho nên ở đây mình sử dụng công thức cộng xác suất cho các biến cố từng đôi xung khắc đó kìa. Các biến cố từng đôi xung khắc. Thì lúc này nó sẽ bằng cái gì? 3 phần 4. À, 3 phần 4. Đây, thì cái này ví dụ số 2 này áp dụng công thức cộng xác suất cho. Thì cái những cái vận dụng này thì lúc nãy thầy có nói rồi, vận dụng thôi. Tức là mình tính xác suất của biến cố A đó, thì mình sẽ chia biến cố A làm 2 phần, đó là AB ngang với A giao B đấy, và xác suất biến cố hiệu ha. Đấy, mình vận dụng luôn. Đây. Rồi, bây giờ một bạn đọc cho thầy cái đề này coi. Gọi tên Lê Thị Cẩm Bông. Lê Thị Cẩm Bông đọc cái này. Trong số khách hàng đến một cửa hàng có 30% hỏi nhân viên bán hàng, 20% mua hàng, 15% vừa mua hàng vừa hỏi nhân viên bán hàng. Có một khách hàng đến cửa hàng tính A, xác suất khách hỏi nhân viên bán hàng nhưng không mua hàng, B, xác suất khách hỏi nhân viên bán hàng nhưng mua hàng. Hiểu đề bài không em? Hiểu không? Đọc là hiểu. Cầm bông. Em đọc hiểu không? Bây giờ mình đặt tên biến cố sao đi mà bông. Mấy biến cố bây giờ em đổi tên mấy biến cố. À, để coi ha. Giờ đây nè. Bây giờ người ta nói là có một khách đến cửa hàng. Đúng không? Thì khách này đến cửa hàng thì họ sẽ thể thể làm gì các em? Hỏi nhân viên bán hàng đúng không? Hỏi nhân viên bán hàng. Hoặc là mua 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 hàng. Hoặc là hỏi nhân viên bán hàng hoặc là mua hàng đúng không? Vậy thì mình gọi tên biến cố như thế nào đây? Thì giờ một bạn đọc tên đặt tên biến cố giùm coi ha. Mai Thị Khánh Ngân có mặt không em? Có
ở biết được không em? Mình không được. Rồi bây giờ bạn khác đi. Cẩm Nhường đọc cho đặt tên biến cố cho thầy đi em. Dạ con đặt cho. Dạ thầy, con đặt là 30% hỏi nhân viên bán hàng sẽ là biến cố A, 20% mua hàng sẽ là biến cố B, và 15% vừa hỏi nhân viên vừa mua hàng và vừa hỏi nhân viên sẽ là biến cố C. Không được rồi, đặt tên gì cũng được thì thầy chỉ đặt tên hai biến cố thôi. Chưa được rồi, bạn nào mới giơ tay đó đặt đặt tên biến cố cho thầy coi. Để thầy, em đặt là biến cố A là hỏi nhân viên bán hàng, còn biến cố B đó chính là mua hàng, còn biến cố AB là vừa mua hàng vừa hỏi nhân viên bán hàng. Là ai mua hàng, mình phải đặt tên là ai mua hàng chứ, đúng không? À, thấy không, thấy cái chữ này không? Đó, thì bây giờ mình sẽ đặt A là biến cố gì, khách. A là khách hỏi. Hỏi nhân viên bán hàng, nhân viên bán hàng đấy, mình phải có chủ ngữ vị ngữ chứ, bán hàng. Rồi biến cố B là biến cố Khách mua hàng. đúng rồi, khách mua hàng đấy. Vậy thì khách không mua hàng thì làm sao mà nói, khách không mua hàng thì mình sao biểu diễn? À, nếu mà Là biến khách cố nè, biến cố B này là khách không mua hàng đúng không, nhưng mà mình khỏi cần đặt tên cái biến cố này, tại vì mình chỉ cần thêm cái gạch đầu nữa là được biến cố là khách không mua hàng đấy. Ừ, bỏ cái này đi. Rồi bây giờ khi mà mình đặt như thế thì bây giờ viết này nó màu đỏ hơi khó thấy ha, màu gì các em thấy màu gì được? Viết này của thầy nó lấy màu gì, màu vàng đi thầy. màu vàng hả? Màu vàng ở dưới nha. Bây giờ khách khách hỏi nhân viên bán hàng ha, thì bây giờ xác suất của biến cố A này là nhiêu em? Rồi xác suất biến cố Ba A mươi là phần trăm hả, 30% là mình viết thành số thập phân là nhiêu, là 3/10. viết thành số thập phân là bằng 0,3, còn Không 3 phần phải 10 là mình gọi là phân số, thấy không, phân số thập phân rồi. Dạ, mình viết thì cái dạng số thập phân thôi, là số thật. Rồi xác suất biến cố B em có không? Xác suất biến cố B này. Giờ mình có xác suất của biến cố B là bao nhiêu? không phải hai Đúng rồi, 0,2. Và xác suất của biến cố A giao B luôn em, A giao B luôn bạn nhé. Không có cho này không mình. phải 15 đi. Đúng rồi, không phải 15 nha. Đấy, tức là vừa hỏi nhân viên bán hàng mà vừa mua hàng luôn. Đấy, bây giờ ở đây câu A là nó yêu cầu làm gì nè? Câu A là yêu cầu là tính xác suất khách hỏi nhân viên bán hàng nhưng không mua hàng. Em lưu ý cái chữ nhưng này nó giống như cái chữ và vậy đó. Nhưng mà cái chữ nhưng này đó là nó kết hợp với là biến cố đối. Còn chữ và thường đó là nó kết hợp với gì đây? Biến cố không phải biến cố đối. Thấy không? Chứ hay như chỗ này mình đọc là vừa khách hỏi nhân viên bán hàng và mua hàng. Còn nếu mà không mua hàng thì có nghĩa là vừa hỏi nhân viên bán hàng và không mua hàng. Thấy không? Đấy, vậy thì ở đây mình tính xác suất của biến cố gì? Hỏi nhân viên bán hàng nhưng mà không mua hàng. Đúng chưa? Đấy. Đấy. Thì bây giờ em đảo lại cái công thức lúc nãy nè, đảo lại công thức này. Để vận dụng á. Thấy không? Tức là A trừ B mình đang tính xác suất của biến cố A trừ B. Thấy không? A xảy ra nhưng B không xảy ra. Đúng không? Đấy. Đấy, thì ở đây là mình cần tính xác suất của biến cố A trừ B. Thì áp dụng vô thì nó sẽ bằng là BA rồi trừ BAB. Đấy, mình thế số vô là xong, đúng không? Đấy, thì 0,2 0,3 trừ 0,15.
thì nó ra là 0,15. Đấy. Đấy. Còn cái câu B thì là câu B là yêu cầu là cái gì? Xác suất khách không hỏi nhân viên bán hàng nhưng lại mua hàng. Đúng chưa? Câu B là gì? Khách hỏi không hỏi nhân viên bán hàng là biến cố gì đây? A ngang. Nhưng mà mua hàng, tức là B trừ A. Nó giống như công thức ở trên nhưng mà mình quán đổi vai trò của AB cho nhau thôi, thì lúc này nó sẽ thành là BB trừ cho BAB, đúng không? Thì cái này nó không hỏi nhân viên bán hàng nhưng mà mua hàng. Mua hàng là biến cố B, đúng không? Đấy. Thì cái này là bằng 0,2 trừ cho là 0,15 thì ra 0,05. Thì một người nào đó tự nhiên đi vô cửa hàng mà không thấy hỏi nhân viên bán hàng chứ không, ông đi xăm 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 vô rồi cái xong ông đi ra đó. Thì nhiều khả năng nhất là nhiều khả năng nhất ông đi xăm xăm vô ông coi xong rồi ông ra ông hỏi gì chứ, thấy không? Đấy thì các em cố gắng làm sao để mà khi mà em bán hàng đó, em cố gắng làm sao mà để cho ông này ông hỏi nhân viên bán hàng, ông hỏi nhân viên bán hàng, em là nhân viên bán hàng đúng không, em muốn doanh số nó cao thì em phải làm sao để cho khách nó hỏi nhân viên bán hàng. Cho nên là khi mà em bán hàng đó, đó là có nhiều người đó là vô là gặp khách là cười cái, thấy không? Nhân viên bán hàng xinh đẹp mà vô mà gặp khách mà cười cái nữa là khách nó có thiện cảm, nó hỏi liền, mà nó hỏi rồi cái đầu nó sẽ, bây giờ mình sẽ tính xác suất thử coi, xác suất hỏi khách, hỏi nhân viên bán hàng và mua hàng luôn là cái này, đúng không? Đấy, đấy, 0,15. Còn lại là nó hỏi nhân viên bán hàng không không mua hàng thì cũng 0,15, thấy không? Đấy. Có nhiều người thấy khách thấy nhân viên bán hàng xinh đẹp quá vô hỏi rồi xong cũng không mua hàng. Nhưng mà đặc biệt là nhiều em là nhân viên bán hàng thì em phải làm sao để cho khách mở miệng hỏi em cái gì đó. Và em sẽ bằng cách là thủ thuật gì đó em sẽ thuyết minh cái tính có lợi sản phẩm, rồi cái sản phẩm đó nó có ít như thế nào đó thì mình sẽ dụ người ta mua, thấy không? Rồi bây giờ đây là cái lời giải của thầy ha. Lưu ý là câu B là 0,05 và câu A là 0,15 ha. Bây giờ coi cái lời giải ở đây coi đúng không nha. Đấy thì đặt tên biến cố giống như thế. Tính xác suất ra 0,15, 0,05 đây. Đây là lời giải nha, ở trong cái bài giảng của thầy, còn lời giải là thầy trò mình cùng làm cái này đó, mình cũng giống là kết quả như thế ha kìa. Thế bây giờ mình sang cái ví dụ số 2, một bạn đọc cho thầy ví dụ số 2 đi. Cái bạn Nguyễn Thị Thu Xuân, phải Thu Xuân không em? Tên không có gì hả? Dạ đúng. Bây giờ em đọc cho thầy cái đề. Thầy là trong một đội tuyển có hai vận động viên thi đấu, xác suất để cả hai vận động viên A và B cùng thắng là 0,48 và xác suất A thắng B thua là 0,32. Tính xác suất vận động viên A thắng. Rồi ha. Vậy thì ở đây mình sẽ gọi hai biến cố thôi nha. Gọi hai biến cố, đó là biến cố này, biến cố A là biến cố vận động viên A thắng và biến cố B là biến cố vận động viên B thắng, mình gọi trực tiếp như thế luôn, thấy không? Bây giờ để coi khi mà mình gọi như thế thì mình tính toán như thế nào ha. Giờ mình sẽ gọi A biến cố là vận động viên A thắng, rồi biến cố B là biến cố là vận động viên B thắng. Đấy, thì theo đề bài mình có được cái gì em? Đâu rồi, để thầy hỏi một bạn. Theo đề bài mình có bằng gì đây? Bạn Thanh Thủy à, Thanh Thùy em? Nguyễn Thị Thanh Thùy đúng không em? Dạ Thanh Thùy. À, thầy cảm ơn. Thanh Thùy nói cho thầy biết đề bài nó cho cái gì. Bây giờ thầy gọi tên như thế này.
sẽ có cái gì đây? Cho hay là 0,48 là cái gì? À, 0,48 là cái gì em? Giờ xác suất hai vận động viên A và B cùng thắng. À, là cái gì mà giờ mình biểu diễn thành công thức rồi nó ra gì? Là gì B gì? B B A giao B. A giao B là mình viết AB liền như thế này đúng chưa? Đúng chưa? Dạ. À, cái này bằng 0,48. Rồi bây giờ nó cái đề nó cho 0,32 là cái gì em? Là xác suất A thắng B thua. A thắng B thua là mình biểu diễn sao đây? Biểu diễn sao đây? A B ngang. A B ngang, A thắng B thua phải không? 0,32. Được chưa? Bây giờ nó yêu cầu tính cái gì đây? Tính gì đây? Xác suất của biến cố gì? A thắng. À, A thắng và xác suất biến cố nào? Dạ, biến cố A. À, biến cố A. À, mình áp dụng công thức thì nó ra cái gì em? Dạ. Bằng không nhớ công thức rồi, nó sẽ là BAB cộng cho BAB ngang đúng chưa? Công thức này nè, à, mình thấy số vô là nó ra nhiêu? 0,48 cộng 0,32 là ra nhiêu em? Là nhiêu? 0,8. Rồi thầy cảm ơn. Đây. Thì đây là lời giải của thầy ha. Đáp án của mình là đây là giải. Rồi. Đó là cái công thức cộng xác suất mà mình đi nghiên cứu thêm mấy cái ví dụ của đó. Lúc nãy thì mình đã có học rồi. Thấy không? Cái tiết trước mình có học công thức cộng xác suất rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi nghiên cứu tiếp công thức tiếp theo, đó là công thức xác suất điều kiện đó nha. Công thức xác suất điều kiện ha. Xác suất điều kiện. Khi mình có hai biến cố A và B thì xác suất của A với điều kiện biến cố B đã xảy ra là nó sẽ ký hiệu là B mở ngoặc A xẹt B đóng ngoặc. Đọc là xác suất của A với điều kiện B. Thấy không? Thì xác suất của A với điều kiện B thực chất là cái tỷ lệ của cái thằng A giao B này trong cái phần trong cái vòng tròn của B á. Tròn của B thì ở trong cái hình vẽ của mình á. Trong cái hình vẽ minh họa của thầy đó thì xác suất của A với điều kiện B á. Thấy không? Xác suất của A với điều kiện B là cái này là xác suất của A với điều kiện B. Cái này mình phải đổi màu viết. Đây, thì xác suất của A với điều kiện B. À, nó sẽ bằng là BA. BAB nè. Chia cho BB. Tức là cái phần này nè. À, cái phần màu xanh. Màu xanh lá cây. Mà chia cho tổng của hai cái màu, hai cái vùng vừa xanh lá cây vừa xanh dương luôn. Để BB lúc này nó chia làm hai phần đấy. Tức là lúc này nó sẽ bằng cái gì? Màu này nó không có nổi. Mình phải kiếm cái màu khác. Kiếm cái màu đỏ hoặc là màu đen luôn nhé. Thì ở đây mình sẽ có là cái xác suất của biến cố B, xác suất của biến cố A với điều kiện B thì nó sẽ bằng là BAB chia cho cái tổng của gì? BAB cộng cho B của A ngang B. Tức là BB này mình phân tích ra làm hai cái này nè. Đây. Thì nó là
cái số hạng thứ nhất chia cho tổng hai số hạng này. Đó là xác suất của biến cố A với điều kiện B. Thì bây giờ mình có cái phép thử là gieo con xúc xắc cân đối đồng chất. Cái này là người ta không nói mấy lần hết thì mình mặc nhiên mình hiểu là một lần nghe. Thì biến cố A là biến cố xuất hiện mặt chẵn và biến cố B là xuất hiện mặt lớn hơn 3. Thế bây giờ yêu cầu tính là xác suất của biến cố A với điều kiện B. Thì ở đây mình có biến cố A là 0.5. Biến cố B xác suất cũng bằng 0.5. Và A giao B là 1/3. Vì thì xác suất của biến cố A với điều kiện B nó sẽ bằng 1/3 chia 1/2, tức là bằng 2/3. Thì với điều kiện B có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình biết cái mặt xuất hiện là cái mặt lớn hơn 3 rồi. Đúng không? Đó, mặt xuất hiện là lớn hơn 3 rồi. Tức là 4 5 6, nó có 3 kết quả 4 5 6 đúng không? Bây giờ trong 3 kết quả đó thì có bao nhiêu kết quả là chẵn? Là 4 với 6 phải không? Nó có 2 kết quả. Vì xác suất là nó bằng 2/3. Xác suất 2/3. Ví dụ 2. Biết rằng dân số ở huyện B là 150.000 người và tỉnh A thì nó có 2 triệu người. Và có 18.000 người mù chữ đang sống ở huyện B. Bây giờ chọn ngẫu nhiên một người ở tỉnh A, tính xác suất người này mù chữ, biết rằng người này ở huyện B của tỉnh A. Thì thực chất là ở đây thì mình gọi A là biến cố người được chọn là mù chữ và B là biến cố người được chọn là quê huyện B. Thì theo đề bài thì mình có là xác suất của biến cố B là bằng 150.000 mà chia cho 2 triệu không? Là bằng 0.075. Và xác suất của biến cố A giao B có nghĩa là vừa mù chữ mà vừa sống ở huyện B luôn. Là 18.000 người mà chia cho 2 triệu, tức là bằng 0.009. Vậy thì xác suất cần tính, tức là mình tính xác suất của A với điều kiện B, mình thế số vô là bằng 0.012. Vậy thì tỷ lệ mù chữ ở huyện B là 0.012. À, xin lỗi, 0.12, tức là 12%. Rồi, ví dụ này các em đọc là một lượt này. Rồi, tiếp theo là mình nghiên cứu cái ví dụ số 3. Một bạn đọc cho thầy ví dụ số 3. Nguyễn Trúc Lam. Trúc Lam có mặt không ạ? Xong rồi để ra hai tài khoản, rồi thấy đăng nhập hai tài khoản mà không trả lời được. Trúc Lam không được, việc bạn khác. Phạm Thị Thị Trang. Ta nghe Thủy, nghe Phạm gì thầy? Hả? Thầy thấy cái tên này, Phan Thị Thị Trang thì là Phan Thị Thị Trang. Ví dụ 3, một hộp có 8 quả cầu, trong đó có 5 quả cầu trắng và 3 quả cầu đỏ. Lần đầu lấy 2 quả cầu không hoàn lại, lần sau lấy ra 1 quả cầu. Loại A quả cầu lấy ra lần sau màu đỏ. Và B y là 2 quả cầu lấy ra lần đầu có y quả cầu đỏ. Y bằng 0, y bằng 1, 0, 1, 2. Xác suất của A với điều kiện BI y bằng 0.12 là bao nhiêu? Thì bây giờ em thấy là cái bài này là yêu cầu mình tính cái xác suất điều kiện này, xác suất điều kiện này, xác suất của biến cố A với điều kiện B0 bằng bao nhiêu?
Rồi xác suất của biến cố A với điều kiện B1 là bằng bao nhiêu? Và xác suất của biến cố A với điều kiện B2 là bằng bao nhiêu? Đấy. Thì ở đây mình lấy lần đầu mình lấy ra hai quả cầu đúng không? Lần đầu mình lấy ra hai quả cầu không còn lại. Rồi lần hai là mình lấy ra một quả cầu. Rồi A là biến cố quả cầu lấy ra lần 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 thứ hai đó, lần lần sau đó màu đỏ. Và BI là biến cố hai quả cầu lấy ra lần đầu có y quả màu đỏ. Dạ. Yeah. Thì đề bài nó yêu cầu mình sẽ tính mấy cái xác suất này nè. Đó, em nào tính được. Em nào tính được. Nếu mà B0 xảy ra. Nếu mà B0 xảy ra có nghĩa là gì? B0 xảy ra. À, bây giờ thầy hỏi một bạn nữa đi. À, đâu mục tiêu này. Rồi bạn Lê Lê Trung này, 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 Lê Lê Trung Hiếu. Ờ à, bạn Lê Trung Hiếu. Thầy mới không thấy ra là hai quả cầu đều màu trắng. Tức là hai quả cầu mình lấy ra đều màu trắng hết phải không? Đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Vậy này, này, có nghĩa là mình lấy ra hai quả cầu màu trắng đúng không? Lấy ra hai quả cầu màu trắng. Lấy ra hai quả cầu màu trắng. Vậy thì trong cái hộp lúc này nó còn bao nhiêu quả cầu em? Vậy ra cái là hộp này là còn 6 quả cầu. 6 quả cầu gì? Còn lại 3 quả cầu đỏ và 3 quả cầu trắng. À đúng rồi. Trong cái hộp nó còn 6 quả đúng không? 6 quả. Ở trong đó là có ba đỏ và ba trắng. À, với điều kiện này thì bây giờ trong cái hộp này mình lại tiếp tục lấy ra một quả nữa, một quả và xác suất quả đó là quả đỏ, à, màu còn sao là màu đỏ nè. Vậy thì quả này quả đỏ, một quả và xác suất là được quả đỏ, được quả đỏ. Quả đỏ là bao nhiêu? Xác suất là BA. Nhưng mà mình ghi BA hay là BA không? Như này là 1 phần 2 à, 1 phần 2 tức là 3 phần 6 đúng không em? 3 phần 6 dạ. 1 phần 2 đấy. Rồi các em rõ chưa? Bây giờ một bạn khác làm cho thầy coi. Một bạn khác làm cho thầy coi. Bây giờ là bạn Lê Trung Hiếu mới làm được cái này nè. Là bằng 1 phần 2 ha. Đấy. Mọi vô hỏi đi. Rồi giờ A với điều kiện B1 ai làm giùm thầy? Bạn khác đây. Trần Thị Kim Chi có mặt không em? Rồi Trần Thị Kim Chi là phân tích cho thầy coi bây giờ là đang để thầy xóa cái này, cái xóa cái này. Rồi nếu mà cái B1 xảy ra thì có nghĩa là sao Chi? Kim Chi thì sao không nói chuyện gì hết vậy? Hư mic nữa hả? Thầy coi coi. Kim Chi thì hư mic. Rồi. Bỏ tay. Rồi để bạn khác đi, để hỏi bạn khác. Võ Trọng Phúc có mặt không em? Võ Trọng Phúc. Võ Trọng Phúc cũng không có. Nguyễn Thị Huỳnh Anh. Nguyễn Thị Quỳnh Anh có không ạ? Dạ có thưa. Rồi bây giờ em phân tích cái chỗ này thì thầy coi. Bây giờ nếu mà B1 xảy ra có nghĩa là sao? Nếu B1 xảy ra có nghĩa là sao? Ừ.
B1 sẽ ra ha. B1 sẽ ra. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình lấy ra hai quả cầu lần đầu đó là mình được mấy quả đỏ, mấy quả trắng ha. Dạ được một. Tức là lấy lấy ra một đỏ, một trắng, đúng không? Vậy thì chỗ này là cái hộp nó còn mấy quả? Hộp còn giờ còn 6 quả. 6 quả. Đúng không? Mà có mấy quả đỏ, mấy quả trắng ở trong cái hộp này? Dạ, hai quả đỏ và 4 quả trắng. Hai đỏ, 4 trắng. Vậy thì mình sẽ suy ra được xác suất của biến cố A với điều kiện B1 là bao nhiêu em? Một phần hai và một phần tư. Sao một phần hai một phần tư? Nó có một kết quả thôi chứ. Xác suất của biến cố A với điều kiện B1, với điều kiện B1 xảy ra thì có nghĩa là gì? Cái hộp này nó còn có mấy quả? 6. 6 quả mà có mấy quả đỏ? 2 quả đỏ. Bây giờ mình cần lấy ra, mình lấy ra một quả cầu nè. Thấy không? A là biến cố là quả cầu lấy ra lần sau. Lần sau mình lấy có một quả cầu à, đúng không? Quả cầu mình lấy ra lần sau màu đỏ. Đúng không? Vậy thì với điều kiện B1 có nghĩa là cái hộp của mình lúc này á là nó có 6 quả thôi, mà trong đó có hai đỏ và bốn trắng, đúng không? Bốn trắng. Vậy thì với cái điều kiện cái hộp nó như thế này nè, cái hộp nó như thế này nè. Thầy xin phép nghe điện thoại một tí. Em nghe thầy. Thầy đang ở đâu rồi? Không bị bộ hả? Thầy không mấy là thầy để trên phòng của thầy đi, nữa em lên phòng thầy em lấy. Còn mấy là, nếu mấy là thầy chạy chạy ngang giường kiển thì thầy đưa cho em. Em đang ở nhà. Dạ. Dạ dạ. Dạ em cảm ơn thầy nhiều. Dạ. Rồi tiếp tục em, đến nay thầy hỏi bạn nào nha? Dạ em hả? Em tên gì thì quên rồi. Dạ Quỳnh Anh. Quỳnh Anh, nói cho thầy biết coi xác suất này bằng nhiêu em? Dạ 1/2. Sao 1/2 được ta? Bây giờ em trong đây có 6 quả mà em lấy rồi một quả thì em có mấy cái lấy? Phải 6 cái lấy không? Với điều kiện B1 thì trong cái hộp nó còn có 6 quả thôi, đúng không? Đó, bây giờ em lấy ra một quả thì có 6 cách lấy. Mà trong 6 cách lấy này có bao nhiêu cách là lấy được quả cầu đỏ? Bao nhiêu cách? 2. Đó là 2/6 đúng không? 2/6 là nhiêu? Dạ 1/3. 1/3 thôi chứ sao 1/2 được. Thấy không? Rồi, bây giờ thầy đổi màu viết đi. Đổi màu viết đi. Mà bạn khác làm cái câu tiếp theo coi. Câu tiếp theo coi. Nhưng mà thấy không có thấy đứa nào hết trơn. Nguyễn Hoàng Vinh. Nguyễn Hoàng Vinh đâu? Quên rồi. Bây giờ em phân tích cái trường hợp thứ ba cho thầy coi. Bỏ này ha, cái này dấu chấm hỏi mà thi trên số 2 rồi. Rồi bây giờ trường hợp thứ ba tức là B2 xảy ra có nghĩa là gì? B2 xảy ra là hai quả cầu lấy ra lần đầu là có hai quả màu đỏ này. Tức là lấy ra hai quả đỏ luôn. Yeah. Nếu mà lấy ra hai quả đỏ thì cái hộp của mình đó là nó còn còn mấy quả rồi? Còn 6 quả rồi. Sáu quả. 6 quả mà ở đây có mấy trắng mấy đỏ? Một đỏ với 5 trắng. Một đỏ 5 trắng.
Vậy thì đây em sẽ tính ra được cái xác suất của biến cố A với điều kiện B2 giùm thầy coi là bằng bao nhiêu. À, vậy là bằng 1/6 này. À, 1/6 đúng rồi, chính xác. Rồi, cảm ơn em ha. Rồi, vậy thì các bạn đã hoàn thành được cái bài này phải không? Bây giờ mình sẽ coi cái lời giải của bài này có phải đúng gì không nha. Đấy, 1/3, 1/6, đúng chưa? Em chính xác. À, các em làm rất là tốt ha. Rồi bây giờ mình tiếp theo các em, đây là xác suất điều kiện, mình mới đã xác định được xác suất điều kiện rồi, bây giờ mình sẽ nghiên cứu tiếp là cái công thức nhân xác suất. À, công thức nhân xác suất thì cái công thức nhân xác suất không là thầy không có hỏi nữa, mình tắt mic đi em, mình tắt mic đi ha. Rồi bây giờ thầy nhắc lại cái công thức lúc nãy là cái công thức xác suất gì nhỉ, công thức xác suất điều kiện á, thấy không? Thì công thức xác suất điều kiện của mình lúc nãy là cái bút của thầy nó chạy đâu à, đây, xác suất của biến cố A với điều kiện B đúng không, thì mình sẽ bằng là xác suất của biến cố A giao B chia cho xác suất của biến cố B, đúng chưa? Bây giờ mình sẽ nhân hai vế cho xác suất của biến cố B không, nhân ra hai vế cho BB thì mình sẽ được là cái gì, BB nhân cho BA với điều kiện B nó sẽ bằng BAB. Đấy. Bây giờ mình quán đổi hai này cho nhau thì mình sẽ được công thức nào đây các em? Nào, công thức này. Đấy. Cái màu gì là nó đấy, thì bây giờ màu đen đi. Đen. Màu đen là viết cho này. Đấy, bây giờ mình đổi vai trò của AB cho nhau ha. Đổi vai trò của AB cho nhau thì cái này AB thành BA, mà BA với AB bằng nhau đúng không, cho nên mình sẽ được công thức này. Bây giờ mình đổi BA ra trước B ra sau nè, thì nó thành công thức ở trên này, đúng chưa? Vậy thì từ công thức xác suất điều kiện thì mình sẽ suy ra được công thức nhân xác suất ra kia, nhân xác suất cho hai biến cố ha. Nhưng mà trong quá trình tính toán đó, trong quá trình tính toán đó, thì em lưu ý là để tính công thức, để tính xác suất cho biến cố tích này đó, thì em lưu ý là cái nào xảy ra trước, mình sẽ quan tâm cái nào xảy ra trước, thấy không? Ví dụ như A mà xảy ra trước thì mình sẽ tính theo công thức ở phía trên này, còn nếu mà B xảy ra trước thì mình tính theo công thức phía dưới ha. Thì đó, thì đây là, và mình có thể mở rộng công thức nhân xác suất này cho nhiều biến cố luôn em, cho nhiều biến cố luôn, thấy không? Tức là tích của biến cố A1, A2 đến AN nó bằng là xác suất của biến cố A1 này, nhân cho xác suất của biến cố A2 với điều kiện A1, và nhân cho xác suất của biến cố A3 với điều kiện A1, A2, và nhân cho xác suất của biến cố AN với điều kiện A1, A2 nhân dân đến AN trừ 1. Thì thật chất là mình sẽ áp dụng công thức nhân xác suất cho hai biến cố này nhiều lần thôi nha. Nhiều lần thôi. Đấy. Ngoài ra thì công thức nhân này nó còn được biệt hóa thành công thức nhân cho hai biến cố độc lập. Và ở đây mình có định nghĩa hai biến cố độc lập nữa. Thì hai biến cố AB được gọi là độc lập nếu việc xảy ra của biến cố này nó không ảnh hưởng đến biến cố kia và ngược lại. Thì theo cái định nghĩa chính xác đó là định nghĩa là ảnh hưởng đến xác suất của biến cố kia. Thấy không? Việc xảy ra của biến cố này nó không làm thay đổi xác suất của biến cố kia và ngược lại. Đấy. Thì cái đó là định nghĩa thầy thấy trong cái giáo trình xác suất của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thì ở đây nó có ví dụ nè, bây giờ mình có hai hộp sản phẩm phải không? Hộp thứ nhất thì có 3 sản phẩm tốt và 2 sản phẩm xấu. Hộp thứ hai thì 4 sản phẩm tốt, 1 sản phẩm xấu. Và từ cái mỗi hộp đó mình lấy ra một sản phẩm. Thì bây giờ mình gọi A là biến cố sản phẩm lấy ra từ hộp 1 là sản phẩm tốt. Và B là biến cố hợp lấy ra từ sản phẩm thứ hai là sản phẩm tốt. Thì rõ ràng là việc A nó xảy ra nó không ảnh hưởng đến B đúng không? Không ảnh hưởng đến B. Thấy không? Và ngược lại. Như vậy thì AB rõ ràng là nó độc lập nha. Thì bây giờ mình sẽ có công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập là xác suất của biến cố A nhân giao B bằng xác suất biến cố A nhân cho xác suất biến cố B.
Và công thức nhân xác suất nè cho nhiều biến cố độc lập mở rộng ra. Công thức nhân độc lập nó mở rộng ra cho nhiều biến cố. Và ở đây nó sẽ có cái định nghĩa là họ các biến cố độc lập toàn thể. Độc lập toàn thể là có nghĩa là một hay là một số biến cố trong cái nhóm đó xảy ra nó sẽ không ảnh hưởng đến các biến cố còn lại. Thì cái đó là gọi là hệ các cái biến cố độc lập. Còn các biến cố A1, A2 đến AN được gọi là độc lập từng đôi á, thì mình lấy hai cái biến cố ở trong đó, lấy hai biến cố bất kỳ trong cái nhóm đó ra, nó độc lập, thì lúc này mình gọi là độc lập từng đôi, đúng chưa? Độc lập từng đôi. Như vậy thì nhóm các biến cố độc lập toàn thể nó sẽ độc lập từng đôi, nhưng điều ngược lại không đúng ha. Thì cái này các em có thể tìm kiếm cái ví dụ trong cái các cái giáo trình giùm thầy, cái giáo trình hoặc là giáo trình tham khảo ha. Vì đối với các cái biến cố mà độc lập toàn thể đó thì mình sẽ có công thức nhân cho các biến cố độc lập. Tức là ở đây mình sẽ đọc nôm na là xác suất của biến cố tích thì bằng tích xác suất với điều kiện nó độc lập toàn thể ha. Như vậy thì ở đây đó thì cái công thức nhân xác suất thì mình nó có nhiều cái hướng nha. Nhân xác suất nó có nhiều hướng. Thấy không? Thì công thức nhân xác suất thì tóm lược lại là nó như thế này nha. Là nhân gọi là công thức nhân xác suất tổng quát. Thứ nhất là nó có từ cái công thức xác suất điều kiện đó. Xác suất điều kiện. Thấy không? Cho hai biến cố là xác suất của biến cố A với điều kiện B thì nó bằng là xác suất của biến cố AB chia cho xác suất của biến cố B, đúng không? Từ đây mình mới suy ra được là công thức nhân xác suất hai biến cố. À, tức là BAB bằng BB rồi nhân cho BA với điều kiện B. Đúng chưa? Hoặc là nó bằng là BA rồi nhân cho BB với điều kiện A. Đấy. Rồi, mở rộng ra, đầu tiên tiếp theo là nó mở rộng ra. Mở rộng ra là công thức nhân xác suất cho nhiều biến cố, đúng không? Đến AN nó sẽ bằng cái gì? Rồi tiếp tục là nó biệt hóa vô cho trường hợp hai biến cố độc lập. Đúng không? Trường hợp là hai biến cố độc lập. Và hai biến cố độc lập này là ở chương trình phổ thông mình có học rồi. Thấy không? Hai biến cố độc lập thì nó sẽ bằng xác suất biến cố này nhân cho xác suất biến cố kia thôi. Đúng không? Đấy, thì cái này là mình có học ở chương trình phổ thông, nhưng chương trình nâng cao cũng có. Đấy, thì bây giờ mở rộng tiếp ra cho nhiều biến cố độc lập nha, nhiều biến cố độc lập. Đấy. Đấy thì công thức nhân xác suất thì nó xuất phát từ công thức xác suất điều kiện. Mình suy ra được công thức nhân của hai biến cố rồi mở rộng ra cho nhiều biến cố. Rồi là mở rộng cho trường hợp đặc biệt là hai biến cố độc lập và cuối cùng là nhiều biến cố độc lập. Vậy thì công thức nói công thức nhân xác suất thì nó trải qua năm cái trường hợp này. Đấy. Đó, thì bây giờ mình tiếp tục nghiên cứu tiếp là cái công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes. Mà để nghiên cứu cái công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes thì mình sẽ làm quen với khái niệm là hệ đầy đủ các biến cố. Thì hệ đầy đủ cái biến cố đó thì nó là như thế nào, gọi là hệ đầy đủ biến cố? Nó có hai cái điều kiện em, nó có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là nó phải xung khắc từng đôi, xung khắc từng đôi, thấy không? Xung khắc từng đôi thì nó mạnh hơn xung khắc toàn thể. Để xung khắc từng đôi và hợp các cái biến cố đó là biến cố chắc chắn, thấy không? Như vậy thì cái họ hệ đầy đủ biến cố là gì? Là đầu tiên là trong đây nó có N biến cố nè. Bây giờ mình lấy ra hai biến cố A, I, A, Z bất kỳ, mình cho nó giao với nhau thì lúc nào nó cũng bằng biến cố không, thấy không? Và mình lấy hợp tất cả biến cố đó thì nó ra biến cố chắc chắn. Còn nếu mà mình mô tả bằng lời, đó là một hệ đầy đủ biến cố là một cái hệ mà khi mình tiến hành phép thử thì phải có hay là chắc chắn phải có. Cái này là phải là chắc chắn phải có, thấy không? Chắc chắn phải có. Cái chữ chắc chắn vô đây. Chắc chắn phải có. Phải có một và chỉ một biến cố nào đó trong hệ sẽ xuất hiện. Thấy không?
Ví dụ như trong kho hàng của em nó có 3 loại sản phẩm là ABC. ABC đúng không? Bây giờ em lấy ngẫu nhiên một sản phẩm thì chắc chắn nó phải, cái sản phẩm lấy ra này chắc chắn nó phải thuộc vào một trong 3 loại sản phẩm đó. Đó. Thì đó là lý dụ về hệ đầy đủ biến cố. Thì cái công thức xác suất đầy đủ là như thế này các em. Thì hệ đầy đủ biến cố mình có thể mô tả được bằng bằng một ví dụ như mình có không gian mẫu như thế này. Thấy không? Bây giờ mình cắt mình chia ra thì một cái hệ đầy đủ biến cố nó còn gọi là một cái sự phân hoạch không gian mẫu á. Đấy, bây giờ ở đây mình có hệ đầy đủ biến cố là A1 rồi A2 chấm 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 AN. Rồi bên đây mình có biến cố B. Thấy không? Bây giờ mình muốn tính xác suất của biến cố B thì mình sẽ tính là cái phần B với giao một đúng không? Giao với A1 đúng không? Rồi phần B giao với A2, rồi thằng B giao với A3 vân vân, thằng B giao với AN mình cộng lại. Đúng không? Đó, mình cộng lại. Thì mình cộng lại rồi mình biến đổi thì nó ra được công thức này. Ở công thức này á thì ở đây mình có cái hình minh họa rồi hay vẽ thêm. Thấy không? Đấy, thì ví dụ như cái không gian mẫu mà nó cho một cái hình chữ nhật như thế này nè. Bây giờ mình lấy mấy cái đường này mình gạch cho mình chia ra thành A1, A2 vân vân đến AN. Bây giờ mình muốn tính xác suất của biến cố B, tức là tỷ lệ của thằng B này trong omega đó. Đó thì ở đây mình sẽ có gì? B giao với A1 rồi B giao với A2, B giao với AN mình cộng là hết. Thấy không? Đấy. Thì cái công thức này á là nó viết gọn lại như thế này nha. Viết gọn như thế này. Công thức ở trên đây là viết gọn là như thế này, dưới này. À, hai công thức này nó tương đương với nhau. Bây giờ mình giải thích tiếp là cái công thức 3Z. Bây giờ lúc nãy là mình giả sử như mình tính được rồi, mình thấy là biến cố A nó xảy ra rồi, đúng không? Biến cố B nó xảy ra rồi đúng không? Bây giờ biến cố B nó xảy ra rồi nè. Đấy, bây giờ mình muốn muốn tính là coi là mỗi cái thằng AI này nó đóng góp vô cái việc xảy ra của B với xác suất là nhiêu. Đó, thì ở trong đây là em thấy là trong cái công thức lúc nãy đó thì em thấy là trong cái tổng này nè. Trong cái tổng này là nó có n số hạng nè, nó có n số hạng ha. Nó có n số hạng, bây giờ mình lấy số hạng thứ gì? Mình lấy cái số hạng thứ gì? Thứ gì? Đó, mình chia cho tổng, chia cho tổng n số hạng này. N số hạng. Thì mình sẽ được cái công thức tính là xác suất của biến cố AZ với điều kiện B. Thì công thức này được gọi là công thức 3Z nha, công thức 3Z. Ha. Đấy. Đây công thức 3Z. Lấy số hạng thứ gì mà chia cho tổng các số hạng. Thì mình được xác suất của biến cố AZ với điều kiện B. Ha. Thì cái này nó gọi là trong xác suất nó còn gọi là xác suất hậu nghiệm nha. Đấy, thì một bạn đọc cho thầy cái ví dụ này. Mấy cái công thức nhân xác suất thì như là thầy cũng chưa có đưa ví dụ, lát nữa mình lấy cái trong cái tài liệu ha, cái tài liệu xác suất thống kê kinh tế đó, mình phân tích thêm. Rồi bây giờ một bạn đọc cho thầy cái ví dụ này đi. Rồi, chưa thấy ai giơ tay. Nguyễn Ngọc Lý. Nguyễn Ngọc Lý phải không em? Bạn mà thầy chiếu lên màn hình này là phải là về Nguyễn Ngọc Lý không? Hả? Dạ phải hả? Ừ, em đọc cho thầy cái ví dụ này giùm thầy. Một khách hàng có 3 loại để lẫn lộn. Loại 1 chiếm tỷ lệ 2 phần 5, loại 2 1 phần 3. Còn lại loại 3 chiếm tỷ lệ phế phẩm của 3 loại hàng lần lượt là 2%, 3% và 4%. Qua là tỷ lệ phế phẩm chung của lô hàng là bao nhiêu? Câu B, nếu lấy ngẫu nhiên một sản phẩm của kho hàng và gặp phế phẩm, tính xác suất phế phẩm thuộc loại 1, 2, 3. Rồi. Thế thì bây giờ mình làm cái lời giải không? Thì ở đây thì sẽ gọi AI là biến cố sản phẩm lấy ra thuộc loại thứ Y. Ở đây mình có 3 loại.
loại 1, loại 2, loại 3. Được chưa? Đấy, thì mình gọi B là sản phẩm, lấy ra là phế phẩm. Thì chúng ta sẽ có cái kết quả như sau. Cái xác suất của biến cố A1, tức là sản phẩm lấy ra là loại 1 đó, là 2 phần 5. Được chưa? Tại cái đề nó cho thế mà. Cái đề nó cho 2 phần 5. Loại 1 chiếm 2 phần 5, loại 2 chiếm 1 phần 3 và còn lại là loại 3, đúng không? Lại là 3. Và để tính được cái xác suất của biến cố A3 này đó, là mình sẽ lấy 1 trừ đi cho 2 phần 5 rồi trừ đi cho 1 phần 3 thì được 4 phần 15. Rồi B là sản phẩm lấy ra là phế phẩm. Thì bây giờ đó là sản phẩm xác suất của biến cố B này đó. Mình chưa tính được nhưng mình sẽ tính được cái xác suất của biến cố B với điều kiện A1. Để đề bài nó nói là tỷ lệ phế phẩm của loại 1 là 2% mà. Đúng không? Tỷ lệ phế phẩm của loại 1 là 2%, của loại 2 là 3% và của loại 3 là 4%. Đúng không? Đấy. Cho nên là xác suất của biến cố B với điều kiện A1 là 0,02 nè, của biến cố B với điều kiện A2 là 0,03 nè, và của biến cố B với điều kiện A3 là 0,04, tức là 4%. Vậy thì áp dụng công thức xác suất đầy đủ, mình tính xác suất của biến cố B nha. Xác suất của biến cố B là nó sẽ bằng xác suất của biến cố A1 nhân cho B với điều kiện A1, rồi xác suất biến cố A2 nhân xác suất biến cố B với điều kiện A2, rồi nhân cho là xác suất biến cố A3 nhân cho B với điều kiện A3, và mình thế số vô thì nó ra là 0,0278, 0,0278, tức là nó khoảng 2,87%. Đó. Thì ở đây là cái 2/5, 1/3 với 4/15 này là tỷ lệ phối trộn, tỷ lệ phối trộn, thấy không? Ví dụ như mình có một cái sản phẩm mà tỷ lệ phối phẩm nó 2%, rồi cái sản phẩm loại khác tỷ lệ phối phẩm đó là 3%, rồi cái loại cuối cùng là 4% tỷ lệ phối phẩm. Bây giờ mình trộn chung lại mình sẽ ra được một cái loại sản phẩm mới mà tỷ lệ phối phẩm nó thay đổi như thế này, thấy không? Đấy. Thì bây giờ ở đây là công thức mình áp dụng công thức xác suất đầy đủ, không? Bây giờ tiếp tục là nếu như mình lấy ra được cái phế phẩm rồi, bây giờ nhiều khả năng nhất là phế phẩm nó thuộc loại nào, không? Đấy. Thì bây giờ theo công thức 3Z đó, thì xác suất để mà cái sản phẩm nó thuộc loại 1, loại 2, loại 3 với điều kiện nó là phế phẩm như sau, không? Thì ở đây là xác suất của sản phẩm lấy ra là phế phẩm với điều kiện nó thuộc cái nó, xin lỗi, sản phẩm lấy ra là thuộc loại 1 với điều kiện nó là phế phẩm, là công thức này. Mình lấy số hạng thứ nhất rồi mình chia cho tổng của ba số hạng này ha. Nhưng mà tổng ba số hạng này nãy mình cộng lên là bằng 0,0287 rồi đó. Vậy thì mình sẽ lấy là số hạng thứ nhất chia cho 0,0287 thì nó ra được là như 0,2787. Đấy. Và tương tự vậy thì mình tính được cái xác suất của biến cố A2 với điều kiện B, tức là xác suất cái sản phẩm lấy ra là phế phẩm, xin lỗi, xác suất sản phẩm lấy ra là thuộc loại 2 với điều kiện nó là phế phẩm. Đấy. Thì cái này nó ra là 34,0384. Và cuối cùng là xác suất sản phẩm lấy ra là loại 3 với điều kiện nó là phế phẩm là 0,03717. Thì ba cái này thì em thấy là cái cuối cùng nó lớn nhất, đúng không? Cái cuối cùng lớn nhất. Đấy, cho nên là khi mà em gặp cái bài này người ta hỏi là giả sử sản phẩm lấy ra là phế phẩm, nhiều khả năng nhất sản phẩm nó thuộc loại nào? Đó, thì mình trả lời theo như bài này mình sẽ trả lời là cái gì? Sản phẩm lấy ra nhiều khả năng nhất là thuộc loại 3. Thấy không? Đấy, mình so sánh ba thằng này nè. Này có 0,27, này 0,34 lớn hơn, đúng không? Cái này 0,37 đó. Cho nên nhiều khả năng nhất là sản phẩm phế phẩm lấy ra là thuộc loại 3. Đấy. Thì đó là cái bài giảng của thầy về cái công thức xác suất. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đảo lại cái chỗ cái tài liệu của mình. Mình sẽ xem lại coi là các cái công thức quên mở tài liệu ra, tài liệu rồi.
Rồi, chỗ định nghĩa xác suất là mình học rồi. Rồi, công thức cộng xác suất là lúc nãy thầy có như cho nhiều ví dụ rồi. Rồi, công thức xác suất điều kiện là lúc nãy mình cũng có nhiều ví dụ rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ coi tiếp các ví dụ về công thức nhân xác suất đó em. Công thức nhân xác suất. Công thức nhân xác suất nè. Thấy không? Cái này là ví dụ mở đầu để là làm quen công thức thôi. Cho nên cái này mình đọc thêm đi rồi mình làm ví dụ ở phía dưới đây. Là xét sự độc lập của các biến cố không? Đấy, bây giờ là rút ngẫu nhiên một quả bóng từ một cái bình có bốn quả bóng, đánh số 1, 2, 3, 4 và xét sự độc lập của các biến cố sau đây. Biến cố E là mình là rút được là số 1 hoặc số 2. Đúng không? Quý rút được cái quả bóng có số 1 hoặc số 2. Ở đây nó để 1 2 này không phải mình rút được cái hai quả quả đánh số 1 số 2 cùng lúc đâu. Đây mình rút có một quả bóng rồi thôi em. Đấy. Thì cái này nó để gì có nghĩa là mình rút được số 1 hoặc rút được số 2. Còn F là mình rút được số 1 hoặc số 3. G là rút được số 1 hoặc số 4, phải không? Thì bây giờ là xác suất của biến cố E đó. E giao F là bằng cái gì? Thì mình coi coi. Ở đây có bốn quả cầu phải không? Thì mình rút ra là xác suất đó là có bốn khả năng chứ. Mình rút một quả cầu trong bốn quả cầu có bốn khả năng, tức là n của omega nè, em thấy là n omega này bằng nhiêu? N omega bằng 4. Còn NE thì nó bằng mấy? Bằng 2. Rồi N của gì? Đổi màu mực cái sao mà mực này nó kỳ kỳ kỳ. Một tím đậm chút đi cho nó đẹp ha. Rồi. Rồi N của biến cố F thì nó cũng bằng bằng 2 phải không? Rồi N của G cũng bằng 2. Bây giờ còn E mà giao với F là ra cái gì ạ? E giao với F là nó chỉ có số 1 rồi thôi đúng không? Vậy thì NEF là bằng 1 phần 4. NEF là bằng 1 chứ. Vậy thì xác suất của biến cố EF là bằng 1 phần 4 này chưa? Đấy. Còn xác suất của biến cố E là bao nhiêu? Xác suất của biến cố E bằng xác suất của biến cố F bằng xác suất của biến cố G. Và cái này nó đều bằng 1 phần 4 hết. Nó bằng 2 phần 4 hết chứ. 2 phần 4 tức là bằng 1 phần 2 đúng không? Đúng không? 1 phần 2. Như vậy thì em lấy chỗ này em lấy 1 phần 2 mà nhân 1 phần 2 ra 1 phần 4 mà nó bằng đúng cái thằng này luôn. Vậy thì rõ ràng mình thấy là rõ ràng là EF là nó độc lập với nhau. Hai biến cố E với F là độc lập với nhau. Đúng không? Đấy, EF là độc lập với nhau. Rồi EG thì nó cũng bằng 1 phần 4 á. EG nó cũng bằng 1 phần 4. Thấy không? Thì biến cố E đây, biến cố G ở đây nó có cái chung là 1 nè. EG 1 phần 4. Và EG nó cũng độc lập với nhau á. EG cũng độc lập với nhau. Thấy không? Chỗ này là EG độc lập. Đấy. Rồi FG nó cũng độc lập với nhau luôn. FG cũng độc lập với nhau. Thấy không? Nhưng mà EFG thì nó không độc lập nhau nha. Đấy, EFG nó không độc lập với nhau. Đấy. Thì bây giờ là EFG giao nhau thì nó cũng bằng cái số 1 này thôi em. Nó cũng bằng số 1 này thôi. Cho nên là xác suất của biến cố EFG là bằng 1 phần 4 nè. Trong khi là xác suất biến cố E nhân xác suất biến cố F nhân xác suất G thì nó bằng 1 phần 8. Nó khác nhau, đúng không? Có nghĩa là bên đây là hệ ba biến cố này là độc lập từng đôi nhưng không độc lập toàn thể, thấy không? À, lúc nãy thầy có nói về về độc lập từng đôi, độc lập từng thể đó. Đấy, còn cái ví dụ tiếp theo của mình là cái gì? À, các ví dụ này đó là cũng xét coi nó độc lập với nhau hay không, phải không? Nó độc lập với nhau không thì em phải kiểm tra cái đẳng thức này nè. BEF bằng BE nhân BF thì nó sẽ độc lập. Còn nếu không thì nó không độc lập. Đấy, thì công thức nhân xác suất cho hai biến cố bất kỳ là lúc nãy thầy mình có nói rồi, phải không? Đấy. Thì mở rộng ra cho nhiều biến cố nè. Đấy. Rồi cái này là cho hai biến cố độc lập phải không? Mở rộng cho hai biến cố độc lập. Thì cái cấu trúc của cái tài liệu này nó hơi khác cái bài giảng thầy tí. Thấy không?
Rồi cái bài này liên quan đến tỷ tỷ số san sẻ nhưng mà nó phức tạp quá em, không phải phức tạp mà nó liên quan là phải sinh ít nhất bao nhiêu lần, nó ghê quá, sinh nhiều lần quá ghê quá. Cái này mình tự xem đi. Đây, ví dụ này là các em tự nghiên cứu ha. À, bây giờ thầy phân tích cái ví dụ chỗ bán gà đi. À, một người bán gà thì có ba con gà mái và hai gà trống không, nhốt chung một chuồng. Thì một người đến mua, người bán gà bắt ngẫu nhiên ra một con và người mua chấp nhận mua con đó. Đấy, tìm xác suất cái người đó mua được gà mái. Không? Rồi sau đó là cái người thứ hai đến mua nữa, người bán gà lại bắt thêm ngẫu nhiên ra một con nữa. Câu B1 là yêu cầu là tìm xác suất người thứ hai mua được gà trống. B2 là biến cố, tính xác suất người này, xác suất này sẽ bằng bao nhiêu nếu người bán gà quên mắc rằng con gà bán cho lần thứ nhất là trống hay gà mái. Thấy không? Rồi bây giờ mình phân tích nè. Mình gọi BI là biến cố người thứ y mua mua được con gà mái không? Đấy, thì mình có hai biến cố là B1, B2 không? B1, B2. B1, B2. Thì câu A là xác suất người thứ nhất mua được gà mái nè. Mua gà mái. Thì ở đây em thấy là ở đây nó có bao nhiêu con gà? Ở đây nó có là 5 con gà đúng không? 5 gà trống và 3 gà mái, 2 gà trống. Vậy là xác suất gà mái là 3 lần 5 mà không phải 6. Câu A đơn giản thế thôi. Còn câu B là gì? Người thứ hai đến mua, người bán lại bắt ngẫu nhiên con gà, tìm xác suất người thứ hai mua được gà trống. Thì ở đây là cái xác suất cần tính đó. Người thứ hai mua khi người thứ nhất mua xong, thấy không? Thì người thứ nhất mua xong đó thì có nghĩa là theo câu A đó, người thứ nhất mua là con gà mái đúng không, vậy thì người thứ hai mua được gà trống là như. Thì khi mà biến cố B1 này xảy ra có nghĩa là người thứ nhất đã mua được một con gà mái rồi. Người thứ nhất đã mua được con gà mái, vậy thì trong chuồng này lúc này nó còn lại là hai trống hai mái. Hai trống hai mái. Vậy thì xác suất là để người thứ hai mua được gà trống là 2 phần 4, tức là 0,5. Nhưng mà bây giờ cái người thứ nhất người ta không, người bán không biết là bán con gà thứ nhất cho người bán cho người thứ nhất là gà trống hay gà mái nữa. Thấy không? Thì mình lại áp dụng cái công thức lúc nãy, xác suất của biến cố B2 thì bằng là B2 ngang chứ, thì nó bằng là xác suất của biến cố là B2 ngang giao với B1 ngang rồi cộng B2 ngang giao với B. Đây, bây giờ thầy vẽ biến cố B2 ngang ra thế này, thế biến cố B2 ngang nè. Thấy không? Thì ở đây là nó có biến cố B1. Đó thì mình sẽ có là B1. Cái này là biến cố B1 ha. Thì chỗ này nè. Thì cái B2 ngang này nó chia làm hai phần em. Phần này là B2 ngang giao với B1 đúng chưa? Và cái phần này là gì? B2 ngang giao với B1 ngang. Vậy thì nó tách thành tổng của hai biến cố này nè em. Vậy thì tính xác suất của biến cố B2 ngang này đó, là mình sẽ tính là xác suất của biến cố B2 ngang B1 ngang cộng cho xác suất của biến cố B2 ngang giao với B1. Đó. Thì cái này nó không độc lập cho nên mình áp dụng công thức nhân xác suất vô đây em. Thức nhân xác suất đây. Thì xác suất của biến cố B1 B2 ngang, B1 B2 ngang là cái này phải không? Thì nó sẽ bằng B1 nhân cho B2 ngang với điều kiện B1. Mình áp dụng công thức nhân xác suất này. B1 là bằng 3/5 nè. B2 ngang với điều kiện B1 là 2/4. Còn nếu mà B1 ngang xảy ra thì nó lại là 2/5. Và B2 ngang với điều kiện B1 ngang là 1/4, thế vô là bằng 0,4. Đấy. Thì cái bài toán này nó giống như cái bài toán bắc thăm vậy. Giống như cái bài toán bắc thăm ấy, ví dụ như thầy có 10 lá thăm mà trong đó có 3 lá thăm là được đánh dấu là trúng thưởng, thấy không? Bây giờ có 3 người
mỗi người lần lượt bắt một lá thăm. Có ba người, mỗi người bắt lần lượt một lá thăm. Thì như vậy đó, thì cái người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba chúng thăm, xác suất chúng thăm đều như nhau bằng 3 bằng 10 đó. Thấy không? Thì cái này em có thể chứng minh lại. Để coi cái ví dụ tiếp theo là cái ví dụ về dập tắt nạn sâu hại trên lúa ha. Để dập tắt nạn nạn sâu bệnh hại lúa. Một bạn đọc cho thầy cái ví dụ này giùm. Gọi đi, gọi tới rồi đi khi trùng Nguyễn Thị Cẩm Tiên. Đọc cho thầy ví dụ này nha. Cẩm Tiên đâu rồi? Nguyễn Thị Cẩm Tiên. Trời ơi, mấy đứa này nó học sao mà kêu không nghe vậy trời. Hồ Trúc Nhi có mặt không em? Dạ có. Hên quá, có đứa đọc giùm thầy. Một khác tiếng này. Để dập tắt nạn sâu bệnh hại lúa, đội bảo vệ thực vật của hợp tác xã đã tiến hành phun thuốc 3 lần liên tiếp trong một tuần. Xác suất thân vật bị chết sau lần phun thuốc thứ nhất là 0,5. Nếu sâu sống sót thì xác suất bị chết sau lần phun thuốc thứ hai là 0,7. Tương tự sau lần phun thuốc thứ ba là 0,9. Thì xác suất sâu bị chết sau đợt phun thuốc. Rồi, thầy cảm ơn. Thì ở đây thì mình gọi A là biến cố sâu chết sau đợt phun thuốc không? Và biến cố AI là biến cố sâu chết sau đợt phun thuốc thứ Y. Thì cái A1, A2, A3 này nó không độc lập đâu nha. Đấy, thì bây giờ mình phân tích cái biến cố A này. A là sâu chết sau đợt phun thuốc. Thì hoặc là nó chết ở đợt phun thuốc thứ nhất đúng không? Đấy. Hoặc là nó chết ở đợt phun thuốc thứ hai, đợt thứ nhất nó không chết rồi nó đợt thứ hai nó chết. Đây. Hoặc là cả hai cái đợt phun thuốc đầu này nó không chết và đợt thứ ba nó mới chết. Đấy. Thì mình áp dụng công thức nhân xác suất, mình tính rồi xác suất của biến cố A này như thế nào ha. Xác suất sâu chết sau đợt phun thuốc nè. Đó. Thì bây giờ mình áp dụng công thức nhân xác suất nè. Thì đầu tiên là xác suất của biến cố A1 là bằng nhiêu em? Bằng nhiêu? Đề bài nó cho là nhiêu? A1 là nhiêu? Ai nói được? Cẩm Bông, nói thầy coi A1 là nhiêu em? Xác suất của nó bằng nhiêu? Rồi mấy đứa này nó học tới chiều nó chạy trốn hết trơn cái gì ta? Hả? Học thì chạy trốn vậy trời. Cẩm Bông ha, Cẩm Bông dám trốn học thầy nha. Lê Văn Phong, Lê Văn Phong có mặt không? Cái nên này trốn học nữa. Dạ có thầy ơi. Dạ từ từ thầy ơi. Từ từ cái gì mà từ từ, thầy đang gấp hơn gì nữa. Nó từ từ rồi thôi, bây giờ em nói đi. Xác suất biến cố A1 là nhiêu, có đọc cái ví dụ này chưa? Dạ chưa thầy ơi. Rồi đọc lại ví dụ giùm coi. Dạ đọc lớn lên luôn hả thầy? Ta đọc rồi đó mà em không chịu theo dõi gì trơn, học không chịu theo dõi gì trơn mấy đứa này. Thiệt dạ, để em đọc. Thiệt tình á. Rồi đọc đi. Dạ hay là để dập tắt nạn sâu bệnh hại lúa, đội bảo vệ thực vật của hợp tác xã đã tiến hành phun thuốc 3 lần liên tiếp trong một tuần, xác suất sâu bị chết sau lần phun thuốc thứ nhất là 0,5. Nếu sâu sống sót thì xác suất bị chết lần phun thuốc thứ hai là 0,7. Tương tự sau lần phun thuốc thứ ba là 0,9. Tìm xác suất rễ của sâu bị chết sau đợt phun thuốc. Rồi. Dạ rồi. Rồi thì cảm ơn. Bây giờ thầy phân tích lại nè. Cái sâu chết sau đợt phun thuốc thì nó có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nó chết ở lần phun thuốc thứ nhất. Trường hợp thứ hai là nó sống ở lần thứ nhất và nó chết ở lần thứ hai, đúng không? Và trường hợp thứ ba là nó sống sau lần thứ nhất và lần thứ hai luôn, nó đều sống hết. Nhưng mà lần thứ ba thì nó chết, đúng không? Thì nó gì thì nó chết triệt để luôn nè. Đấy. Vậy thì xác suất này là mình phải tính bằng cái gì? Xác suất của biến cố A này nè. Xác suất của biến cố A này nó sẽ bằng là cái gì?
xác suất của biến cố A nó sẽ bằng xác suất của biến cố A1 cộng cho xác suất của biến cố gì đây? A1 ngang A2 rồi cộng cho xác suất của biến cố là A1 ngang A2 ngang A3, đúng chưa? Đấy, bây giờ em tính cho thầy xác suất của biến cố A1 này là nhiêu? Không đâu rồi. Rồi nó chạy trốn nữa rồi. Xác suất của biến cố A1 là 0,5. Đúng rồi. 0,5. Rồi, bây giờ em tính cho thầy xác suất của biến cố A1 ngang A2 coi. A1 ngang A2 coi bằng gì? Giá hay là chưa, từ từ thầy ơi. Giá hay là 0,7. Sai rồi. 0,7 thì bây giờ em cộng vô nữa là nó ra 1,5, 1,2 tuốt rồi. Làm sao mà nó ra nhỏ 1 được. Xin phép thầy xin phép đúng. Rồi bây giờ tính ra được chưa em? Không rồi. Rồi. Tắt mic rồi. Rồi. Chưa. Rồi từ từ thì ơi. Cái này là mình áp dụng công thức nhân xác suất nghe. Mình phải làm như thế này nè. Nó bằng là BA1 ngang nè. Rồi sau đó mới nhân cho BA2 ngang A2 với điều kiện A1 ngang. Hả gì không? Đó. Bây giờ A1 ngang em tính được không? Xác suất biến cố A1 ngang là nhiêu em? Dạ, dạ là A1 ngang là 0,5. Đúng rồi, 0,5, đúng rồi đó. Rồi, A2 với điều kiện A1 ngang là nhiêu? Nè, em thấy chữ nếu không? Nếu là điều kiện nè. Nếu sâu sống sót thì xác suất sâu bị chết sau lần phun thuốc thứ hai, tức là xác suất nó chết ở lần thứ hai với điều kiện lần thứ nhất nó sống. Thì bà nó cho là nhiêu? 0,7. Đúng không? Rồi nhân vô lại cái này ra nhiêu em? Này ra nhiêu? 7 nhân 5 là nhiêu? Đây là 0,35. Đúng rồi, 0,35. Rồi, để bây giờ thầy sẽ hỏi một bạn khác. Hỏi một bạn. Dạ. Thầy cảm ơn. Bạn Trung Hiếu còn không? Trung Hiếu, Ung Trung Hiếu đâu rồi? Ung Trung Hiếu còn mà có mặt ở đây không em? Rồi chuyên gia nó mở không á, nó mở lên rồi cái đầu nó không chịu ngồi học không? Cái này thì cần. Trương Kim Tuyền. Kim Tuyền hay Kim Tiến quên. Trương Kim Tuyền. Dạ em thầy. Có theo dõi bài kỹ lưỡng không? Dạ em hơi mất tập trung đó thầy. Mất tập trung thì bây giờ tôi sẽ hỏi đây, tập trung vô đây. Đấy, bây giờ ở đây mình thấy là xác suất của biến cố A nè. Nó bằng là xác suất của biến cố A1 cộng cho xác suất của biến cố A1 ngang A2. Rồi cộng cho xác suất của biến cố A1 ngang A2 ngang rồi A3. Bây giờ mình đã tính được hai cái rồi nè. Cái này là 0,5 nè. Còn cái thứ hai là bằng 0,35 rồi cái thứ ba. Cái thứ ba ha. Em tính cái thứ ba cho thầy. Cái thứ ba tức là mình tính xác suất của biến cố gì đây? A1 ngang, A2 ngang, A3. Thì nó bằng cái gì em? Đọc lại công thức cho thầy coi. Dạ. Đầu tiên là cái gì? A1 ngang. Rồi sau đó nhân cho A2 ngang với điều kiện A1 ngang nha. Dạ. Tại vì đây là gì? Ba cái thằng này nó không độc lập đâu. Chừng nào nó độc lập nó bằng là A2. A2 ngang dạ. Chỗ này. Còn nó không độc lập chỗ này mình sẽ ghi là BA2 ngang với điều kiện A1 ngang. Và nhân tiếp cho cái gì đây? A3 với điều kiện A1 ngang. Đấy. A2 ngang. Rồi thế số vô thầy coi A1 ngang là bằng nhiêu?
học kỹ cái đề rồi thấy số vô coi A1 ngang là nhiêu em. Được chưa em? A1 ngang à? Không trả lời được dạ, à? Dạ không hiểu. Trời ơi chết rồi trời. Cái đề này ta cho rõ ràng thế này. A1 là xác suất là nhiêu em? A1 nè. 0,5. Vậy thì A1 ngang là nhiêu? Là 0,5. 0,5. Chỗ này là 0,5 nè. Đấy. Rồi bây giờ A2 ngang với điều kiện A1 ngang là nhiêu? Nè em đọc cái câu này nè, em trả lời được nè. Nếu sâu sống thì xác suất bị chết sau lần phun thuốc thứ hai là 0,7. Đúng chưa? Dạ. Đó. Thì có nghĩa là cái này là 0,7 nè em. Này là 0,7 nè. Tức là nếu mà nó sống ở lần thứ nhất nè. Thấy không? Sống là A ngang đó, A1 ngang, sống ở lần thứ nhất là A1 ngang. Thì sâu chết sau lần phun thuốc thứ hai là A2 nè, là bằng 0,7. Nhưng mà ở đây thì mình muốn là A2 ngang thì nó bằng bao nhiêu? Tức là BA2 ngang với điều kiện A1 ngang là bằng nhiêu? Chắc nghĩ cho nghĩ luôn quá. Bây giờ bạn khác trả lời cho thầy coi. Em chú ý theo dõi bạn trả lời nè. Ai trả lời giùm? Ai trả lời? 0,7 là không đúng đâu. Rồi bạn này là tên gì đây? Lê Thị Xuân Mai trả lời giùm thầy coi. Dạ hay là 0,3. Rồi thầy cảm ơn. Đó, có một bạn đúng rồi nè, tôi giải thích lại nè, tại sao nó 0,3 nè. Thấy không? 0,3 là lúc nãy mình học công thức mình có rồi, mình học công thức nè. Thì mình có là cái xác suất của biến cố B ngang với điều kiện A. Đúng chưa? Nó sẽ bằng 1 trừ đi cho xác suất của biến cố B với điều kiện A, nhớ chưa? Nhưng mà cái xác suất của biến cố B với điều kiện A là bằng 0,7. Vậy thì xác suất của biến cố B ngang với điều kiện A nó sẽ bằng 0,3. Đúng chưa? Đấy, bây giờ mình đảo lại cái đề của mình nè. Ở đây là nếu sâu sống sót là sống sót sau đợt phun thuốc thứ nhất đó. Tức là A1 ngang nó đã xảy ra đó. Thì xác suất sâu chết sau lượt phun thuốc thứ hai là 0,7. Đúng không? 0,7. Tức là xác suất của biến cố A2 với điều kiện A1 ngang là 0,7. Như vậy thì xác suất của biến cố A2 ngang với điều kiện A1 ngang, tức là biến cố đối của biến cố này nè, là bằng 0,3. Hiểu chưa? Rồi. Tiếp tục mình nhân cho cái gì? Mình đọc tiếp nè. Tương tự lần phun thuốc thứ 3 là 0,9. Tương tự lần phun thuốc thứ 3 0,9 có nghĩa là sao? Nếu nó sống sau đợt phun thuốc thứ nhất và thứ hai thì lần thứ ba nó phải chết với xác suất là 0,9. Không? Vậy là A3 là nó chết nè. Sau đó lần phun thuốc thứ ba nè là 0,9. Nếu như hai lần đầu nó sống không? Lần thứ ba nó phải chết với xác suất là 0,9. Và em nhăn cái này lại cho thầy coi bao nhiêu ạ? À? Có đứa nào nhăn không? 0,135. 0,135. Là 0,135. Và mình cộng hết mấy cái này lại mình được BA nè em, BA nè là 0,5 nè, rồi cộng cho 0,35 nè, rồi cộng 0,135. Thấy không? 0,1 cộng 0,3 cộng 0,5 cộng 0,3 cộng 0,1 là 0,9 đúng không? 0,9. Rồi 0,03 với 0,05 là 0,8. 0,985 đúng không? Như vậy thì mình khi mà mình phun thuốc 3 đợt như vậy thì xác suất một con sâu nó bị chết là tới gì đây? 0,985. Đúng chưa? Đây là mình giải theo cách thứ nhất đó các em. Cái này là cách thứ nhất nè. Cách thứ nhất nè. Đó. Còn bây giờ cách thứ hai là chữ hoặc này nè, cách thứ hai nè. Đó, mình sẽ làm như sau. Đó, mình sẽ tính biến cố đối của biến cố A, tức là sâu sống.
sau sống sau đợt phun thuốc. Có nghĩa là nó sống sau đợt sống ở lần thứ nhất, rồi sống ở lần thứ hai, rồi sống ở lần thứ ba luôn. Vậy thì qua ba lần nó đều sống hết. Thì áp dụng một công thức này thôi thì nó sẽ là A1000 là sống ở lần thứ nhất đúng không? Này là sống ở lần thứ nhất nè, sống ở lần thứ nhất. Đấy, rồi sống ở lần thứ hai. Nếu lần thứ nhất với điều kiện lần thứ nhất nó sống. Rồi sống ở lần thứ ba. Sống ở lần thứ ba. Biết rằng hai lần đầu nó cũng sống. Đấy. Thì bây giờ nè, thì cái này nó là 0,5 đúng không? 0,5 nè. Còn cái chỗ này là lúc nãy mình tính rồi, nó là 0,3 đúng không? 0,3. Còn cái chỗ này là sống ở lần thứ ba. Sống ở lần thứ ba, nếu mà hai lần đầu nó sống thì nó bằng 0,1 nữa. Vậy thì mình sẽ có là cái gì? 0,5 rồi nhân cho 0,3 rồi nhân cho 0,1. Đấy. Thì nó ra được con số này là 0,015. Và mình muốn tính xác suất của biến cố A thì mình lấy 1 trừ A ngang lại thôi là 0,985. Nó cũng bằng cái cách này. Không? Tức là mình ví dụ này mình có thể làm hai cách được. Thấy không? Đấy. Thế bây giờ đọc tài liệu lại kỹ giùm thầy, xem bài giảng kỹ lại giùm thầy, rồi xem mấy cái ví dụ này không hiểu thì mình trao đổi lên Zalo, nhóm Zalo nghe chưa. Đó thì cái bài kiểm tra thứ hai là liên quan đến mấy công thức này đó, liên quan mấy công thức này, phải không? Cho nên là mình phải học cho kỹ rồi mình mới làm được, nghe chưa. Thì bây giờ mấy bạn mà bị thiếu cái bài kiểm tra thứ nhất thì cho làm bổ sung hết tối nay ha, hết tối nay. Hai con thì thấy là như trong nhóm mình là có ba bạn đó là bị cái gì, không có làm bài kiểm tra một đó, thì tranh thủ là tối nay làm đi, bổ sung luôn đi, thấy không? Để thiếu một cái cột kiểm tra như vậy thì nửa điểm nó thấp nó xuống, đúng không? Mà em đã trễ hạn như vậy thì cái điểm chuyên cần bị trừ một điểm rồi, đó chưa? Đấy, cho nên là bạn nào chưa làm thì làm đi. Thì thấy có như có ba bạn là chưa làm, thấy không? Tỷ lệ chưa là trễ hạn cũng rất là thấp. Thôi bây giờ mình kết thúc bài tại đây, thấy không? Bye dạ. Bye các em. Dạ bye bye thầy. Rồi. Thầy ơi thầy, em hỏi cái bài bữa nay giảng thì có up lên YouTube không thầy? Thì bây giờ thầy đang ghi lại nè, bây giờ ghi lại bây giờ. Dạ.